nhà khoa học David vô tình bị trượt ngã xuống, lớp băng vỡ ra làm ông ta chìm xuống nước. Ông cố gắng ngoi lên nhưng tảng băng quá mỏng, dần dần cái lạnh thấu xương làm ông mất đi sức lực. Jerry ở gần đó cũng không thể xuống cứu. Rất may anh có đàn chó cực kỳ thông minh, chú chó đầu đàn Maya cắn lấy sợi dây, từ từ bò nhẹ nhàng về phía David. Bị ngập dưới dòng nước âm 31 độ khiến ông không thể cử động. Maya thông minh cắn sợi dây thuận lợi luồn qua cổ ông, sau đó dưới sự chỉ đạo của Jerry, đàn chó gắng sức kéo thành công được David lên. Cơn bão tuyết sắp ập đến, gió rít lên từng cơn, nhà khoa học đang trong tình trạng rất nguy kịch. Đàn chó tiếp tục gắng sức chạy như bay, dường như chúng cảm nhận được tính mạng của David đang bị đe dọa. Trong trụ sở, mọi người đang cố liên lạc cho Jerry, họ rất lo lắng vì đang có một cơn bão khủng khiếp hơn ập đến. Đàn chó vẫn miệt mài chạy trong màn tuyết trắng xóa, Jerry gục đầu trên xe cố gắng chống chọi lại với cái lạnh, mạng sống của hai người đặt cả lên chân những chú chó. Chúng đang chạy bằng cả tính mạng để cứu chủ nhân. Sau tất cả, họ cũng thuận lợi về đến căn cứ, Jerry nói lời cảm ơn với đàn chó của mình, chúng cũng tỏ ra vui mừng khi chủ nhân mình đã an toàn. Tình hình nguy cấp, cả đoàn phải nhanh chóng trở về, nhưng trọng tải trực thăng có hạn chỉ có thể đưa người đi trước, chuyến sau sẽ đến đón đàn chó. Thấy chủ nhân chuẩn bị rời đi, Mark cố gắng rút dây chạy về phía anh, lo lắng sợ khi đến đón chúng sẽ chạy lung tung, anh đã cẩn thận cột chúng lại và nói với chúng rằng anh chắc chắn sẽ đến. Jerry ngồi trên nhìn xuống với khuôn mặt day dứt, tự dặn lòng sẽ sớm đến đón, nhưng anh đâu biết rằng mình đã vô tình bỏ rơi đàn chó gần nửa năm. Anh tỉnh dậy sau cơn mê, điều đầu tiên anh làm là hỏi về đàn chó của mình. Khi biết đàn chó vẫn chưa được đón về, anh tức giận tìm đến chỉ huy để xin cấp một chiếc máy bay. Ông ta nghe nói đón mấy con chó thì có vẻ không quan tâm. Ông nói rằng hiện máy bay đang điều động để sơ tán hơn 200 người, cơn bão tuyết rất mạnh, nếu đi sẽ rất nguy hiểm. Đàn chó đã 4 ngày không ăn, chúng vẫn kiên định nằm trong cái lạnh thấu xương với hy vọng chủ nhân mình sẽ tới đón. Nhưng chúng đâu biết rằng chẳng có ai quan tâm tới chúng ngoài Jerry, 8 chú chó bị xích nằm cuộn mình dưới tuyết, liệu rằng chúng sẽ lấy gì ăn để tồn tại giữa nam cực lạnh lẽo này. Lá cờ bị gió thổi bay xa đâu ở gần đó, bất chấp tất cả để thoát khỏi dây xích. Có lẽ chúng sợ không có lá cờ chủ nhân sẽ không định vị được mà tới đón. Những chú chó khác thấy vậy cũng dãy dụ cố thoát ra. Maya thông minh còn cắn dây giúp đồng đội của mình, hiện chỉ còn Mark và chú chó Jack già vẫn chưa thoát khỏi sợi dây xích. Chúng lần lượt là con lớn và nhỏ tuổi nhất trong đàn. Jerry lúc này vẫn không bỏ cuộc, với anh đàn chó như những người bạn đồng cam cộng khổ. Anh đi khắp nơi để tìm người tài trợ cho chuyến bay, nhưng đáng buồn là tất cả mọi người anh gặp đều quay lưng từ chối anh. Mặc dù những chú chó đã thoát khỏi dây xích nhưng chúng vẫn không rời khỏi căn cứ, có lẽ sâu bên trong đàn chó luôn luôn có niềm tin bất diệt rằng chủ nhân sẽ đến đón. Một chú chim bất ngờ hạ cánh xuống ngay lập tức, chân nó bị đóng băng, điều này gây sự chú ý của Mark. 15 ngày chưa ăn, có vẻ nó đang rất đói, thế nên Mark dùng hết sức khiến sợi xích đứt ra. Nó lao mình đuổi theo con chim đó, những chú chó khác thấy thế cũng lao mình theo. Chỉ còn lại Maya, nó không thể đi vì còn có Jack đang bị xích, nó cố gắng cắn đứt sợi dây nhưng vẫn không được. Nó dùng chân vỗ lên người Jack động viên hãy cố đứng lên, nhịn đói nhiều ngày trong thời tiết khắc nghiệt. Có lẽ chú chó già Jack không còn sức gắng gượng. Cuối cùng Maya liếm lên đầu nó như một lời xin lỗi, vì là thủ lĩnh nên nó không thể bỏ những chú chó còn lại. Nó biết lần này đi sẽ không còn được gặp Jack nữa. Maya rất nhanh đã đuổi theo đàn của mình, con chim lúc này cũng bay về đàn của chúng, Mark nóng vội sủa vang làm bầy chim sợ hãi bay đi. Maya thấy tình hình không ổn, nó chỉ đạo chiến lược cho cả đàn. Mark hiếu động phải nằm một chỗ chờ lệnh, những chú chó khác tập hợp phía trước đón đầu. Chúng nằm bất động chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Một mình Maya ở phía này bình tĩnh quan sát, nó nhẹ nhàng bò từng bước về phía đàn chim, thấy cơ hội đã đến nó ra lệnh cho cả đàn đồng loạt tấn công. Tất cả đồng loạt từ hai phía lao tới vây bức đàn chim, sau đó chúng mang chiến lợi phẩm lần lượt đặt trước mặt Maya, rồi ngoan ngoãn chờ chỉ thị tiếp theo. Lúc này Maya gắp một con rồi rời đi. Sau đó những chú chó khác mới dám tới lấy đồ, Mark mon men đến xin ăn nhưng đồng đội không cho, may mắn trong đoàn còn chú sót đi hiền lành sẵn sàng chia sẻ. Hôm nay đã là ngày thứ 50 chúng lang thang giữa cái lạnh của Nam Cực, những tảng băng cũng bắt đầu tan ra báo hiệu mùa đông kết thúc. Trên bầu trời những ánh sáng 7 sắc chiếu xuống như báo hiệu sự sống. The Wii tỏ ra phấn khích sủa vang rồi chạy theo nô nghịch cùng ánh sáng. Vô tình nó bị trượt chân ngã xuống vách núi, những người anh em thấy thế vội vàng tới ứng cứu. Có vẻ như cú ngã lần này rất nặng, nó nằm thoi thóp dưới đất rên rỉ trong đau đớn. Đàn chó không còn cách nào khác vây quanh nó để sưởi ấm, cứ như vậy chúng vây quanh nhau nằm vùi mình trong tuyết. Sáng hôm sau Maya tỉnh dậy sớm nhất đàn. Nó rất buồn khi thấy The Wii đã chết lạnh, bắc anh trai của The Wii lúc này tới bên nó, dùng chân cố gắng bới tuyết để gọi em trai mình, cả đàn nổi lên khuôn mặt u ám. Bắc liếm lên mặt em mình gửi lời tạm biệt cuối cùng, để tiếp tục sinh tồn Maya đành ra lệnh cho đàn rời đi, nhưng Mark vẫn muốn ở lại.
dường như nó đang mong chờ một phép màu. Một lúc sau, trong cơn sương tuyết dày đặc, Mark đã bị lạc dấu vết của cả đàn. Về phía Jerry, từ ngày thiếu đi đàn chó, anh như mất đi động lực sống. Anh tìm đến người bác của mình, là người nuôi dưỡng đàn chó từ nhỏ, để gửi lời xin lỗi. Nhưng bác anh nói rằng có thể đàn chó không còn nữa. Nếu anh không chấp nhận sự thật thì hãy làm điều gì đó mà mình cảm thấy thanh thản. Như tìm ra ánh sáng của cuộc đời, anh quyết định đến tìm nhà khoa học David. Giờ ông đã là người nổi tiếng và rất bận rộn. Nghe đến đàn chó, ông đã phớt lờ lời đề nghị của Jerry. Thế nhưng khi vì đến nhà nhìn lại những bức ảnh về đàn chó, nhớ lại công lao mà chúng đã cứu ông thoát chết, ông quyết định đầu tư cho Jerry một chuyến đi. Ngày thứ 133 ở Nam Cực, bầy chó lúc này chỉ còn 5 con. Thời tiết lúc này cũng bớt khắc nghiệt hơn, nhưng chúng vẫn đang bị bỏ đói nhiều ngày. Maya phát hiện được từ rất xa một căn lều, cả đàn nhanh chóng chạy đến lục lọi tìm đồ ăn đánh chén no nê. Maya nhìn ra cửa với khuôn mặt suy tư, có lẽ nó đang lo cho số phận của Mark. Phía này, Mark một mình tìm về căn cứ, nó cố gắng mở cửa nhưng không được. Nó đành lầm lũi bước đi với chiếc bụng đói cồn cào, vô tình nó nhìn về phía trước thấy xác một con cá voi. Nó vội vã tiến đến hy vọng sẽ có một bữa no nê, bất ngờ Mark giật mình lùi lại. Hóa ra là một con hải sư hung dữ lao ra tấn công, nó quay đầu bỏ chạy về phía xa quan sát. Lúc này đàn chó cũng đã đến, cả đàn gặp lại Mark thì thấy rất vui, nhưng chúng cũng nhiều ngày chưa có cái ăn nên phải nghĩ cách giành lấy miếng mồi. Mark rất thông minh chạy về một hướng, Maya cùng đồng bọn đứng ở trên quan sát. Mark từ từ tiến lại đánh lạc hướng hải sư, sau đó ngoạm một miếng thịt chạy về hướng khác. Hải sư thấy thế lao mình xuống nước đuổi theo, đàn chó chớp cơ hội xông đến ngấu nghiến thưởng thức bữa ăn. Lát sau, hải sư cảm giác như mình bị đánh lừa quay đầu về. Mark thấy nguy hiểm sủa lên báo hiệu cho cả đàn, nhưng đã quá muộn, Maya bị hải sư cắn vào chân đau đớn kêu lên. Mark bất chấp nguy hiểm nhảy lên lưng hải sư ra sức cắn, đồng đội thấy vậy cũng lao vào trợ giúp. Cuối cùng con hải sư thảm bại đành trườn xuống nước thoát thân. Nhưng chân của Maya đã gãy, Mark nhẹ nhàng đến liếm vết thương cho thủ lĩnh. Nghỉ ngơi được một lúc, Maya gắng gượng đứng dậy, lệnh cho cả đàn nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói. Sau khi ăn no, Maya dẫn cả đàn trở về căn cứ. Nhưng đi được nửa đường thì vết thương làm nó đau đớn không thể tiếp tục di chuyển. Cả đàn thấy thế cũng đồng loạt dừng lại, tất cả vây quanh để bảo vệ cho thủ lĩnh của mình. Jerry lúc này đi đến một bến tàu đánh cá. Anh muốn dùng hết số tiền mình có để lên thuyền, nhưng dù anh có van nài cách nào thì ông chủ thuyền vẫn không đồng ý. Điều không ngờ tới là hai người bạn của anh cùng giáo sư David cũng xuất hiện ở đây. Tấm chân tình của anh cuối cùng đã cảm động họ. Có lẽ đây cũng là giây phút vui sướng nhất của anh từ ngày rời xa đàn chó. Jerry hiểu rằng có thể đàn chó sẽ không còn, nhưng anh vẫn muốn giữ lời hứa đến đón chúng. Maya đã 21 ngày nằm ở đó, có lẽ sức lực của nó đang dần yếu đi. Đồng đội thay phiên nhau bảo vệ cho thủ lĩnh của mình, đám còn lại theo chân của Mark đi kiếm mồi. Như thường lệ, Mark mang thức ăn đặt trước mặt Maya, nhưng lần này nó gắng đứng dậy trả lại thức ăn về phía Mark. Có lẽ nó biết tình hình của mình, muốn giao lại chức thủ lĩnh cho Mark. Dù trẻ nhất đàn nhưng nó tỏ ra rất thông minh và mưu trí. Đàn chó rất nhanh đã hiểu ý, chúng đặt thức ăn trước mặt Mark rồi đứng ra xa. Mark lúc này mang thức ăn lại cho Maya nhưng với một vai trò thủ lĩnh. Những chú chó còn lại nhanh chóng lấy phần của mình rồi rời đi, chỉ còn Mark nằm nhìn Maya đầy thương cảm. Như động viên Maya hãy gắng gượng sống tiếp. Bất ngờ Mark chú ý có tiếng động lạ, thì ra đoàn người của Jerry đã đến. Anh tiến lại gần sợi dây xích đã phủ tuyết trắng xóa. Nhìn thấy thân thể của Jack đã đông cứng, khóe mắt anh rưng rưng, anh vô cùng tự trách chính mình đã xích chúng lại khiến 8 chú chó đều đã chết. Nhưng khi anh kéo mạnh sợi dây xích thì thấy những chú chó khác đều không có ở đây. Bất chợt từ xa tiếng của Mark vọng lại, nhìn thấy đàn chó xuất hiện, anh vỡ òa trong hạnh phúc. Cả chủ và chó vui mừng quấn lấy nhau sau nửa năm xa cách. Những chú chó trung thành vẫn yêu quý chủ nhân không một lời oán trách. Đây chính là điều kỳ diệu của những chú chó, dù chủ nó sang hay hèn, chúng vẫn tuyệt đối trung thành. Jerry đưa từng con một lên xe nhưng Mark lại chạy theo hướng ngược lại. Anh đuổi theo thì thấy Maya đang nằm bất động. Anh ngồi chết lặng bên chú chó thủ lĩnh của đàn, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xương gió của anh. Tao xin lỗi, tao đã tới muộn, mày đã làm rất tốt. Maya là chú chó bản lĩnh, 175 ngày đói ăn trong vùng Nam Cực lạnh giá, nhưng nó đã lãnh đạo cả đàn sống sót đến giây phút cuối cùng. Có lẽ là nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của chủ nhân, Maya từ từ mở mắt, thật may mắn chú vẫn còn sống. Chúng đã sinh tồn ở Nam Cực 175 ngày, tất cả đều nghĩ rằng chúng đã chết, nhưng với sự thông minh và kỷ luật cao cùng niềm tin sắt đá vào chủ nhân, chúng đã tạo ra một kỳ tích. Chó vẫn luôn là loài vật trung thành bậc nhất của con người. Dù bạn giàu hay nghèo, nhưng một khi nhận bạn là chủ, chúng sẽ nhất mực trung thành và hết lòng bảo vệ bạn. Bộ phim đến đây là hết rồi. Bạn nghĩ sao về những chú chó này? Đừng quên để lại bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem.